Sáng ngày 7 tháng 11, Đảng bộ phường Ngọc Sơn tổ chức lễ trao tặng hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho các đảng viên lão thành. Đợt này, Đảng bộ phường Ngọc Sơn có 4 đảng viên từ 40 năm đến 60 năm tuổi đảng được nhận huy hiệu, trong đó Đảng bộ phường trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho một đảng viên và huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho một đảng viên. Hai đồng chí 55 năm và 60 năm tuổi đã được nhận huy hiệu tại lễ trao tặng quận ủy tổ chức. Việc tổ chức trang trọng lễ trao tặng hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến liên tục của các đảng viên cao tuổi, đồng thời cũng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần tu dưỡng, phấn đấu của thế hệ trước. Hiện nay, các đảng viên lão thành phường Ngọc Sơn vẫn đang nêu cao tinh thần, phẩm chất người đảng viên, phát huy kinh nghiệm, đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.